Ê, cả nhà đây là hai bé cún hồi nãy được cứu về đây. Còn bé mẹ thì anh Tâm đã cho vô một cái chuồng rồi. Tạm thời như vậy trước. Tạm thời như vậy trước nha cả nhà. Đây có bé Golden. Tâm sẽ nhốt vào trong một chỗ cho nó ổn định trước để thả ra nha quý vị. Hôm nay thì cái chuồng chạy của anh Tâm đây, những bé này nó hơi sủa hơi ồn đây cả nhà. Đây bé đang bú nè cả nhà. Nó bú ké rồi. Vàng cho em bú hồi nha. Em bú đó. Dạ. Cho em bú. Em bú chứ. Đi luôn á Tâm ơi, cắn rồi. Nó hửi cho nó quen à. Nó hửi trước. Nha, con cho em bú nha. Nếu cho bú được thì đã hai đứa con kia ở đây luôn. Đúng rồi. Thả chung đi. Thả cho Tâm ra cửa này. Anh chỉ sợ là nó chơi với con có gì bé nhỏ giờ chờ chung với bé này luôn, làm cho chó mẹ này nó cho bú ké nha cả nhà, dễ thương quá. Dễ thương quá. Ngon. Nó uống được miếng rồi. Đang gặp quý quá Tâm. Rồi mới chết uống cái miệng. Đây bé nhỏ của nó nè cả nhà. Bây giờ mình lấy cái gì cho nó sẵn lên đi. Rồi cho nó ở đây. Dễ thương nha. Đây cũng có chó mẹ đây nó chăm giúp nha. Giúp giùm luôn. Đây con nâu. Con xù đằng kia. Bắt đặt tên luôn. Bà này bà cứ là nhìn vô ống kính nha cả nhà. Cứ nhìn vô ống kính nó rất thích nhìn vô ống kính. Đó. Xù. Đây bé xù đây nè, đây là bé xù. Xù. Rất là dễ thương nha cả nhà. Chứ mà động vật nó cũng có tình yêu thương giống như con người của mình vậy đó. Đó, đó, cho bú, cho em bú. Đây là những hình ảnh mà hiếm hoi nhất của lời cúng nha cả nhà. Ông này dành vú. Ông này là dành vú. Xù là dành vú với con nâu. Con cho em bú nha. Em bú đi. Bú sữa đi. Những hình ảnh hiếm hoi nhất của động vật nha cả nhà. Đây. Nó chỉ có thể trải qua một lần thôi. Pha cho nó uống đi, có mua thuốc này không vậy? Có. Bú dành vú à. Dễ thương ha. Tâm nhớ múc cái nâu nghe Tâm. Tên nó nâu đi mình. Uống nó màu gì? Cái này bú láo thiệt á. Tưởng dành vú rồi vậy nó bú cái vú nó luôn kìa. Cái xù thì chơi dơ. Chơi đâu cái vậy dành giáo luôn. Nâu. Nó buồn quá. Có đi con tròn. Trời. Thấm nước mình lau nó. Trời nó đang mệt. Nâu. Kéo để sáng. Đây là cả nhà, đây là con muỗi ở chỗ anh Tâm, hèn chi em sợ nó là đúng rồi cả nhà.
Đó, thì em sẽ quay con mũi cho cả nhà xem luôn. Chắc ở nước ngoài thì sẽ không có con mũi này. Con mũi này gọi là con mũi vằn, là sốt xuất huyết nha cả nhà. Nó chích một cái là đi sốt xuất huyết luôn. À cả nhà, đó, nó rất là to luôn. Nên là bởi vậy là tụi em phải hôm bữa là anh Tình đã cố gắng là kêu Tâm xây một cái nơi ngủ riêng và có mùng để cho không bị mũi cắn nha cả nhà. Chứ không mà mũi này mà nó chích một phát thì thôi là vô bệnh viện luôn. Này cả nhà, đây là con Migon. Là bữa giờ nay cả nhà thấy không? Chỉ có mấy ngày thôi mà ảnh đã mập mạp ra, thấy rõ rồi thấy không? Migon. Migon, Migon. Nó đi theo em cả nhà. Migon. Đó. Này có mấy ngày mà nó đã mập mạp ra nè, khỏe khoắn hơn. Migon. Rất là dễ thương. Đây. Cả nhà nghe bên kia có tiếng kinh không? Đó, thì ở trong kia là có mấy vui chó, lại con chó mà trụi trụi lông ở cả nhà. Với lại mấy con dê nó nghe kinh bệnh á, em zoom cho cả nhà xem nè. Đó cả nhà thấy không? Anh ngồi anh nghe kinh kìa. Đó. Đó cả nhà, thì bình thường thì Tâm cho mấy con bé cuốn ở bên kia nghe kinh là nó ở trong đó nó nghe kinh không cả nhà, rất là dễ thương luôn. Đó cả nhà, đây là toàn cảnh cái không gian mà chỗ cái trại cứu hộ của Tâm nha cả nhà. Đó. Phía dưới kia thì cả nhà nhớ cái xem clip đầu tiên là em có dẫn cả nhà xuống ở phía dưới kia luôn đó, là những cái nhà cho các bé. Còn bên đây là cái chỗ mà anh Tâm ngủ nè, cái chòi cả nhà. Và hiện tại bên bảnh đang bắt tin cho những chú bảnh nghe. Bảnh có mấy hai con dê, lại mấy chú chó bảnh. Ở nhà nghe tiếng kinh không? Đó. Đó cả nhà, đó là tiếng kinh nha. Thì đây. Tên gì quên mất tiêu rồi. Tên này tên gì quá tiêu rồi Tâm? Migon. Này nó mập lên rồi đó cả nhà. Chắc bữa giờ chủ nó cũng xem rồi đó. Ừ. Nếu mà chủ, anh chủ, chú chứ phải gọi chú. Chú ở Bến Tre mà có coi được thì chú cứ yên tâm. Tại vì Migon về với con thì sống rất là ok, thoải mái. Rất là dễ thương cả nhà. Đó. Đây là bà, còn cái kia là bà mẹ huyền thoại. Bà mẹ huyền thoại, mẹ manh manh. Mẹ manh manh. Ở nhà nghe cái tên là cả nhà biết là sao rồi đó. Nó rất là man luôn. Đây. Và ở dưới đây là có một một bé nữa cả nhà, một bé cá sấu nữa. Nhưng mà Tâm đang kêu gọi cứu hộ cái bé này. Nhưng mà bây giờ em với anh Tình chưa có cứu được. Giờ đang tìm cách để cứu cái bé này lên nha cả nhà. Thì nếu mà cứu được cái bé này lên thì cũng sẽ làm một cái nơi cho bé trú ngụ luôn và bé ở. Thì mong là cái clip mà cứu bé cá sấu này thì sẽ mong sẽ được cả nhà xem nhiều và chia sẻ nha. Nhưng mà không biết khi nào cứu được thì tụi em sẽ đăng lên cho cả nhà xem. Cứu cá sấu luôn. Em cứu luôn. Đây em cứu cả nhà. Đó, cứu hết rồi em sẽ lên là kiếm một cái chỗ nơi cho bé nó trú ngụ nó an toàn. Chẳng hạn như phòng ngủ nè. Cái như phòng ngủ hoặc toilet cũng được. Đó. Đi kiếm ra đang cái này Migon đây cả nhà. Rồi nói chung là chỗ ngủ thì cũng đã set up cho hai mẹ con, ba mẹ con bé kia rồi. Thì mong là cả nhà sẽ luôn ủng hộ Tâm cũng như là ủng hộ các bé để cho các bé nó có một cái thân hình lực lưỡng hơn một xíu. Hiện tại là các bé đang bị suy dinh dưỡng rất là nhiều nên là cả nhà em nào cũng năng động và xương lồi sườn luôn. Bây giờ em xin kết thúc cái video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở cái video cứu bé cá sấu. Giờ xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.